Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Voihen. Thì hôm nay shop mình sẽ làm một clip so sánh giữa con JBL BattleBox Encore và JBL BattleBox 3 để xem thử rằng là với cái số tiền giữa trên dưới 10 triệu thì chúng ta sẽ nên chọn dòng sản phẩm nào là tốt nhất nhé. Thì thế nhưng mà mọi người có thể thấy thì dòng JBL BattleBox 3 này thì nó sẽ thiên về cái hơi hướng là chơi về ngoài trời là nhiều hơn. Và cái thằng JBL BattleBox Encore này thì nó cũng sẽ có một chút thiên hướng về chơi ngoài trời, nhưng mà nó sẽ có được thêm một cái điểm cộng, đó chính là nó có thể hát karaoke trên cái dòng sản phẩm này luôn. Còn như thằng JBL BattleBox 3 thì chúng ta sẽ không có thể karaoke được đó. Thì bây giờ mình sẽ so sánh giữa hai cái dòng này thì chúng ta nên lựa chọn cái dòng sản phẩm nào là tốt nhất và ai sẽ phù hợp cho những cái nhu cầu nào nhất nha mọi người. Ok, về tổng quan thì mình cảm thấy là thằng JBL BattleBox 3 thằng JBL BattleBox Encore nó sẽ có một cái độ nhỉnh hơn về cái bass rất là nhiều so với lại dòng JBL BattleBox 3 ở đây. Thì còn về JBL BattleBox 3 thì mọi người có thấy thì về cái chất âm, cái độ trong và cái độ bass của nó sẽ sáng hơn là hàng JBL Encore. Nếu như các bạn nào mà nghe những bài nhẹ mà nghe tổng hợp á, nghe đa loại luôn á, thì các bạn có thể sử dụng hàng JBL BattleBox 3 này, có thể sách đi chơi, đi du lịch, đồ đi cắm trại này nọ đủ kiểu. Còn như hàng JBL BattleBox Encore này á thì chúng ta sẽ có thể là hát karaoke và chất âm á thì sẽ không có được trong cho lắm, nó sẽ có một cái độ ấm nó nhất định. Và cái con này thì nếu như mà các bạn đem đi du lịch đó thì nó sẽ có một cái bất tiện về cái kích thước của nó. Các bạn thấy thì nó sẽ khá là to, khá là thô, bự đó. Còn như hàng JBL BattleBox 3 thì nó sẽ có một cái độ dài thôi, nó không có cao mà gì hết đó. Và cái về cân nặng thì mình cảm thấy là hàng JBL Encore này nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với lại thằng BattleBox 3. Ok mọi người, thì về những cái phím chức năng ở phía bên trên thì ở giữa con JBL BattleBox Encore này thì các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có nút nguồn nè, tăng giảm volume thì sẽ là cái nấm xoay, và nút mở đèn, tắt đèn và chuyển những cái chế độ đèn khác nhau. Và phía dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm là một cái tính năng bass boost và bluetooth đó, play bow thì ở giữa. Còn bên con JBL BattleBox 3 thì chúng ta sẽ ít đi những cái nút rườm rà hơn, thì vào đó chúng ta sẽ có là nút mở nguồn nè, bluetooth, tăng giảm volume, play bow và nút B ở nằm ở phía bên này. Thì như con BattleBox 3 thì chúng ta sẽ không có bass boost, chúng ta chỉ có là bình thường thôi. Còn trên con dòng Batty á thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng bass boost ở đây và có là ba chế độ. Đó. Về phần củ loa của cái dòng JBL BattleBox Encore và JBL BattleBox 3 thì các bạn có thể thấy thì về cái phần củ loa bass của thằng Encore nó sẽ to hơn là thằng JBL BattleBox 3. Thì như đó thôi đã cho chúng ta thấy được rằng là về cái phần chất âm về bass thì thằng JBL Encore nó sẽ nhỉnh hơn thằng BattleBox 3 một chút đó. Thì các bạn có thể thấy thì hai cái phần củ loa bass này nó rất là khác nhau, một cái rất là to luôn nha mọi người. Và cái điểm cộng tiếp theo trên cái dòng Encore này là chúng ta sẽ có một cái dãy đèn led đó chỉ xung quanh ở đây và có thể tùy chỉnh được nhiều mức độ, và trên JBL BattleBox 3 thì chúng ta sẽ không có. Và về phần củ loa chip, như ở đây các bạn đã thấy thì hàng JBL BattleBox 3 nó được là một cái củ loa chip to hơn rất là nhiều so với lại JBL BattleBox Encore, thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ chi tiết nhiều hơn là với lại hàng Encore rất là nhiều nha mọi người. Thì lát nữa mình sẽ test cái phần chất âm cho mọi người xem thử rằng là hai con này nó sẽ khác biệt với nhau như thế nào. Đó, thì mọi người có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái củ loa chip khá là to mọi người. Đó, còn bên đây thì các bạn có thể thấy củ loa chip của nó cũng không được to cho lắm, nhưng chất âm của con này nó sẽ không được trong và sáng bằng con JBL BattleBox 3 ở đây. Đó. Và về phần mặt sau của hai cái loa này thì các bạn có thể thấy thì như hàng JBL BattleBox Encore thì chúng ta sẽ có một cái lỗ thoát hơi ở đây. Đó, nên sẽ cho ra một cái bass nó sẽ ấm hơn và mạnh hơn ở thằng JBL BattleBox 3. Như ở đây thì con BattleBox 3 thì mình đã tháo cái vỏ ra thì mọi người có thể thấy thì ở sân khấu lưng á chúng ta sẽ không có một lỗ thoát hơi nào hết. Đó, thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái những cái cổng dây nguồn. Ở đây chúng ta sẽ có một sợi dây nguồn đầu số 8 nè, một cái cổng USB này thì chúng ta có thể là vừa sạc ra và vừa có thể update firmware ở trên cái một cái cổng này luôn. Và kế bên thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5.
Và bên đây con Encore thì chúng ta sẽ có một cái jack 6 ly để gắn mic nè, có thể chỉnh tăng giảm được volume mic và chỉnh gain USB đầu ra nè. True wireless là chúng ta có thể connect được hai loa lại với nhau và có một cái cổng AUX ở dưới này. Và ở phía dưới đây thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng dây sạc, vẫn là sạc đầu số 8 y chang như hàng Boombox 3 nha mọi người. Đó, thì về tổng quan lại thì hai dòng này thì một bên là chúng ta sẽ thích hợp cho việc karaoke, còn một bên thì chúng ta sẽ thích hợp cho cái việc là đi chơi, đi du lịch, đi ngoại ngoại ngoài chơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử cái chất âm của hai cái dòng này để cho mọi người xem thử rằng là nó sẽ có những cái sự khác biệt nào nha mọi người. Thank you.
Ok mọi người, thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ test thử rằng là hai con này khi gắm điện vô thì nó có sự khác biệt gì quá lớn với nhau không nhé. Thì mình vừa gắm điện cho con Encore và cũng đồng thời cũng là gắm điện cho con Boombox 3. Thì bây giờ mình sẽ test thử một bài bass để xem thử là hai con này nó khác nhau như thế nào nha mọi người. Ok mọi người, thì mình vừa cho mọi người xem thử rằng cái chất âm của cái dòng BattyBox Encore và JBL Boombox 3 nó khác nhau như thế nào. Thì ở cái mức volume 50% thì cả hai đều nó không có quá nhiều sự khác biệt cho lắm. Sau khi mà mình lên cái mức volume là 70% thì các bạn có thể thấy thì thằng JBL Boombox 3 nó bứt phá lên. Đó, nó khác, nó lớn hoàn toàn, đè bẹp luôn cái con Encore luôn á mọi người. Đó, thì Encore ở cái mức 50 á thì nó sẽ không có gì gọi là quá thấp bé hay là quá ăn thằng JBL Boombox 3. Thằng Boombox 3 thì ở cái mức 50% á thì nó cũng chưa có bứt phá được hết cái công suất của nó. Ở lên 70% thì các bạn đây thấy thì về cái tất cả mọi thứ đều hơn hẳn thằng JBL Encore rất là nhiều luôn mọi người. Thì khi mà tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái phần là gắm điện. Thì ở gắm điện thì mọi người có thể thấy thì ở cái thằng Encore thì khi chúng ta gắm điện thì nó sẽ nhỉnh hơn được một chút. Chỉ một chút thôi nha mọi người, chứ không phải là hoàn toàn khác biệt so với lại những cái dòng khác. Đó, thì cái gắm điện vô thì ở mức volume 70% thì nó có thể ngang ngang được với lại thằng JBL Boombox 3. Nhưng thằng Boombox 3 khi mình gắm điện lên ở mức 70% nó vẫn sẽ nhỉnh hơn thằng JBL Encore rất là nhiều nha mọi người. Môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh, khi men còn trong hơi thở lại gần tắt đi, khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em với anh, em nói em say đi, phải lại gần hôn anh. Chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chỉ
about.